Ghi hình báo giá dùm cho khách hàng một cái đôi bò. Một cái đôi bò nói chung là về ngoại hình thì nó khá là to, to con, lực lượng, vai rất là lực. Đây cô chú anh chị các bạn xem, dàn vai này rất là lực luôn. Và nói về cái chân móng xương sóc thì cô chú anh chị các bạn có thể so sánh. Bò dàn xương khá là to, anh chị chúng ta xem ha. Và nó thuộc về cái dòng bò gì thì bây giờ em sẽ cập nhật để cho bà con của ba anh chị chúng ta tham khảo nè. Cái cặp bò này thì nó thuộc về cái dòng bò Redman Line, Bosin Line Redman. Đấy, cô chú anh chị các bạn thấy không? Rất là đẹp về kiểu mẫu cấp mình. Và dàn xương sóc thì thôi khỏi chê. Nãy em so sánh là cái chân trước nha, cái chân sau còn dữ nữa. Bò này bốn cái trụ của nó là khỏi phản luôn. Đó, rất là lực. Nó về vàng lông da thì nó rất là nó dùng nè, rúng yếm thì lạt phạt. Cô chú anh chị bạn xem mà cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ với số điện thoại của em ha. Bò này chắc có thể là anh khách hàng ở ngoài Bình Thuận anh sẽ mua, tại vì bò ở ngoài Bình Thuận thì khách hàng rất là chuộng cái dòng này. Bosin Line Redman mà xương sóc lớn kiểu này thì thôi xác định rồi, bò này sau này mát sữa giả mang coi dàn vú nữa. Cô chú anh chị bạn thấy không, chân móng nè, đó. Chân móng nè, mồng con mồng con mồng rồi hậu sái tích thì nghiêm chỉnh của chú anh chị các bạn. Bò này thuộc về dòng bò bự con ha. Bò này sau này có thể lên tệ thể trạng là bò tàn nhất, bò tàn sát lớn ha. Xe mặt xe lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh, lông thì nhẽn, da thì mỏng. Dòng bò này thì sau này thì nó rất là bự con. Bò này thuộc về bò khung tàn sát lớn. Còn bên đây cũng là Redman, Bosin Line Redman. Chân móng đứng rất khéo luôn, xương sóc lớn. Cái dàn lông da của nó nè, nó nhuyễn mà tới nỗi mà em nắm không được luôn. Coi xe lưng. Con này thì nuôi tới già không có sừng ha. Con này thuộc về dòng bò Redman. Đó, xe mặt qua đầu rất đẹp. Cặp bò này thì xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị ha, có giá là 46 triệu hai con. Con này chốt giá cho bà con cô bác anh chị với giá là 25. Chân móng rúng, thêm cái đuôi dài. Con này 25, 25 phải không à? Rất là đẹp luôn anh chị xem ha, 25 triệu. Con này có giá là 21 triệu. Đó, con này 21, con kia 25, cặp này 46 triệu ha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với số điện thoại của em. Rúng nè, hai con dàn rúng đã ghê không, cấp mình rất là lực luôn. Bò thì không phải chê vào đâu rồi, rất là tốt bò. Chân móng xương sóc nè. À, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ vào cái số điện thoại của em 0383 777 696. Lưng vai thì lực, cái góc độ này cho bà con cô bác anh chị chúng ta thể thấy được dàn vai của nó nè, ra khá là lực. Đó, cấp mình lông da chân móng mình xem kỹ ha, cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em. Qua thì khá là to, xương chậu thì rộng nè. À, bò thấy đã không, con này 25 triệu, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3 bò ha, 1m3 có hơn luôn á. Để đo thử cho cô chú anh chị các bạn xem. Để em đo thử cho cô chú anh chị các bạn xem nè. Con này là phải trên 1m3, con này phải 1m32 33. Bò này khoảng tầm 10-15 tháng cô chú anh chị các bạn. Bò về mình nuôi 3 tháng nữa bắt đầu có phối tinh. Con này 1m35 luôn, thấy ghê thiệt chứ. Bò tơ này 1m35 nha. Đó, còn con này thì 1m21. Con ở trong 1m35, bò tơ nè. Bò này sau này đẹp giả mang. Con này có chữa một cái thì thôi xác định nè. Con này giá 25 triệu, chân móng xương sóc. Đó, rất là tốt luôn. Lưng vai rất là lực, lông da bóng bẩy. Con này thì sau này nó lên khung tàn sát phải gọi là VIP luôn nha cô chú nhiều các bạn. Hàng bò nè. Hàng bò này nè, có dàn xương. Sau này có thể lên tàn khung tàn độ luôn. Chân móng xương sóc nè. Với hai dàn xương hết biết không. Hàng bò này, con này chốt giá 21 triệu, con này có giá là 25 triệu.
tơ mới 15 tháng mà chiều cao 1m35 rồi đó. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Cảm thấy thích muốn mua thì mình liên hệ với em nha. Rúng nè, coi dần rúng chèn nè. Chân móng nè, đứng rất là khéo luôn. À thì đôi bò này, con này chiều cao 1m35. Con này chiều cao 1m21. Chốt giá cặp này có giá là 46 triệu. Rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con của bác anh chị để có thể chốt được đôi bò này ha, để mua về chúng ta nuôi làm bò nền. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn lại quý vị anh chị và các bạn. Nếu cảm thấy thích cái chương trình của em thì cho em xin một like thế này để có thể theo dõi, để có thể ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều video mới, và ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể cập nhật những video mới từ kênh của em sẽ được phát sóng vào 3 khung giờ quen thuộc 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa ha. Mọi người có thể lên tìm kiếm Út Ba Tri hoặc là Chăn Nuôi Ba Tri. Rồi thì bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp.